Dâu tây đẻ ngó nhiều quá các bạn. Giờ là tháng 8, đến thời điểm để trồng cây rồi. Dâu tây mình ươm năm nay nhà mình ươm mấy vạn để trồng cho gia đình cũng như là cung cấp cho thị trường. Đây. Cây to. Chuẩn bị sẵn sàng cho mùa vụ mới nhỉ. Vâng. Nếu bạn nào quan tâm thì mình có thể chia sẻ cách làm giống dâu, nhân ngó, như cách trồng. Mỗi năm thì mình trồng ở vườn nhà mình khoảng 1 ha. Đây, cái vườn đồng giống của mình đây. Bên này là vườn ươm đợt sau này. Cũng ra rất nhiều rồi. Trong vòng 1 tháng là thì đầy.